hai thiết kế hoàn toàn mới của Samsung rũ bỏ đi chất liệu nhựa ọp ẹp bấy lâu nay. Samsung đã thêm vào cho S6 và S6S hai cái mặt kính ép trước và sau, tạo thành một thiết kế nguyên khối, xung quanh là nhôm, cực kỳ sang trọng và cứng cáp. Nếu bạn cảm thấy hứng thú với những thiết kế và thay đổi này của Samsung, hãy cùng mình tìm hiểu 6 điều nổi bật nhất của chiếc Samsung Galaxy S6 và S6S. Từ bộ viên nhựa giả inox kém sang trọng và dễ chay, lần này Samsung thay đổi hoàn toàn vào một thiết kế nhôm khối bo tròn bao quanh thân máy, cứng cáp, vừa tay, cả hai mặt trước và sau lái lớp kính bóng bẩy. Với sự cải tiến này, chắc chắn năm nay các Sam fan không còn gì để chê với thiết kế của Samsung. S6 và S6S sẽ ôm màn hình 5,1 inch 2K 2560x1440 với PPI ở mức cực khủng lên tới 577. Ngoài độ sắc nét tuyệt đối, công nghệ Super AMOLED mới trên màn hình của S6 cho độ sáng rất cao. Những vấn đề liên quan tới hiển thị ngoài nắng cũng sẽ không còn nữa. Màn hình cong của S6S lần này không còn là phần tách biệt là một màn hình riêng giống như trên Note Edge, mà đơn giản chỉ là màn hình cong, bọc kính Gorilla Glass 4 được uốn sang hai cạnh, cho người dùng cảm giác vượt qua lại mượt mà và đã tay hơn. Nếu trước đó S5 chỉ có một cảm biến vân tay từ dạng cổ lỗ sĩ khi phải trượt lên trượt xuống khá bất tiện để mở khóa, thì S6 chỉ cần đặt ngón tay lên nút Home giống như trên iPhone 6 là xong. Một bước tiến đáng khen và Samsung đã chứng minh rằng họ đang lắng nghe người tiêu dùng. Camera của S5 không tồi nhưng khả năng chụp trong môi trường thiếu sáng vẫn còn chưa tốt. Mặc dù chỉ là một camera vẫn với độ phân giải 16MP nhưng chúng ta đều biết megapixel không phải là tất cả. S6 sẽ cho người dùng một trải nghiệm du hành tuyệt vời khi có tốc độ chụp và lấy nét cực kỳ nhanh, chưa kể đến là khả năng bắt nét vào vật thể đang di chuyển như một máy ảnh chuyên nghiệp. S6 thật sự đang sở hữu một trong những camera phone xuất sắc nhất hiện giờ. Cả hai chiếc S6 đều có khả năng sạc không dây tích hợp sẵn mà không cần thêm bất kỳ một phụ kiện gì. Cùng với đó là công nghệ sạc nhanh Quick Charge, nhờ vào khả năng này mà người dùng có thể dùng được điện thoại trong vòng 4 tiếng chỉ với 10 phút sạc. Người dùng từng mong muốn một thiết kế cứng cáp và sang trọng hơn, Samsung đã đáp ứng. Nhưng chính từ thiết kế nhôm khối ép kính hai mặt này cùng một độ mỏng đáng nể 7mm thì S6 đã phải hy sinh chút ít dung lượng pin khi từ 2800mAh trên S5 chỉ còn 2550 trên S6 và 2600 trên S6 Edge. Không những giảm dung lượng pin, S6 còn không cho người dùng tháo rời pin hay gắn thẻ nhớ. Chúng ta sẽ phải ăn nằm lâu dài với một trong các dung lượng từ 32, 64 hay 128GB. Đừng hy vọng thời lượng sử dụng pin của S6 sẽ tuyệt vời khi mà dung lượng pin bị thu nhỏ lại mà màn hình lại phải gánh gấp rưỡi lượng pixel. Vừa rồi những điều nổi bật mình muốn chia sẻ với các bạn về hai mẫu điện thoại mới nhất của Samsung năm nay, đó là S6 và S6S. Nếu thấy video này hay, nhớ bấm like, đăng ký với Mark Channel để tiếp tục theo dõi các video trong tương lai. Xin chào, hẹn gặp lại.